Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại cuộc phiêu lưu của 20 chiếc cặp. Trong số 20 chiếc cặp thì chiếc cặp cao nhất có trị giá lên đến 1 triệu đồng Miraculous. Vậy nó đang ở đâu? Tất cả chỉ có thể ở trong chương trình Những Ngọc Thần Vàng mùa thứ 2. Cảm ơn quý vị và các bạn. Và đã một tuần trôi qua rồi và chúng ta lại có dịp được gặp lại nhau trong chương trình Những Ngọc Thần Vàng mùa thứ 2. Và để mở màn cho chương trình thì sau đây 20 chiếc cặp sẽ được đem xuống sân khấu. Nào, xin mời. Vâng, thưa quý vị và các bạn, 20 chiếc cặp đã được đem xuống sân khấu để mở màn cho chương trình. Và còn chờ gì nữa, chúng ta lại không dành cho chương trình một tràng vào tay to nữa. Xin cảm ơn. Nguyễn Việt Anh xin nhiệt liệt chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Những Ngọc Thần Vàng mùa thứ 2. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhắc lại một chút về số tuần trước. Ở số tuần trước chúng ta đã được chứng kiến một màn chơi đầy gay cấn cũng như hấp dẫn của bạn Vũ Hải đến từ Hà Nội. Và bạn người chơi này đã trở thành người đầu tiên giành chiến thắng trong chương trình với số tiền cao nhất lên đến trị giá 1 triệu đồng Miraculous. Vậy liệu ai sẽ là người tiếp theo giành được số tiền đó? Chúng ta sẽ cùng chào đón người chơi mới trong chương trình lần này. Xin được chào đón chị Phùng Trần Thùy Linh đến từ Ninh Thuận. Em xin chào anh Vũ. Vậy em cũng như là đây. Dạ em đây là Phùng Linh học sinh. Em đến từ thành phố. Anh là tiếp theo của tỉnh Ninh Thuận. Em dạ đến vâng. Đây chơi là. Dạ, dạ vâng ạ. Em xin được gửi lời chào tới chị Phùng Trần Thùy Linh ạ. À, cảm giác của chị như thế nào khi chị được lần đầu tiên tham gia chương trình gọi là phiên bản custom của chương trình Đi Tìm Ẩn Số cũng như là Những Ẩn Số Vàng ạ? Đây cũng là lần đầu tiên em mới tham gia nên cũng có một chút hồi hộp. Dạ vâng ạ. Hồi hộp với lại lo lắng. Dạ vâng ạ. Dù sao thì trước khi bước vào cuộc chơi thì em xin chúc cho chị gặp được nhiều may mắn cũng như là thành công ở trong cuộc chơi lần này ạ. Cảm ơn anh. Được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bước vào vòng chơi của chương trình Những Ngọc Thần Vàng mùa thứ 2. Quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Những Ngọc Thần Vàng mùa thứ 2. Vâng, và thưa chị Linh thân mến, chắc hẳn chúng ta đã nhìn thấy được là ở đây có tổng cộng là 20 chiếc cặp ở chương trình rồi ạ. Và trong số 20 chiếc cặp đó, phần thưởng cao nhất
lên đến trị giá 1 triệu đồng Miraculous và nhỏ nhất sẽ là 10 đồng Miraculous. Còn bây giờ thì xin mời chị hãy lựa chọn cho mình một chiếc cặp để giữ trong suốt cuộc chơi lần này ạ. Em xin chọn chiếc cặp số 19. Cặp số 19. Cặp số 19. Và đó là lựa chọn của chị. Được rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bước vào lượt đầu tiên. Chị sẽ phải mở cho mình 5 chiếc cặp đầu tiên của chương trình ạ. Chiếc cặp đầu tiên mở là chiếc cặp số 4. Chiếc cặp số 4. Chiếc cặp số 4. Và đó là lựa chọn của chị. Chúng ta sẽ cùng xem sự lựa chọn đầu tiên của chị Linh có phải là một lựa chọn chính xác hay không? Xin mời. Và đó là thật đáng tiếc cho chị Linh. Vâng, không sao. Không sao, em cầm bốn lượt mở nó nghe. Không sao, chị vẫn còn giữ được cho mình 4 chiếc cặp có giá trị cao từ 200, 500, 750.000 đồng Miraculous và vẫn là cao nhất 1 triệu đồng Miraculous. Còn bây giờ thì xin mời chị hãy mở chiếc cặp thứ 2 ở lượt chơi này ạ. Chiếc cặp thứ 2 của em là số 8. Số 8. Và đó là lựa chọn của chị. Chúng ta sẽ cùng xem đằng sau số 8 đó liệu có đem lại cho chị Linh may mắn hay không. Xin mời. Và đó là 100 đồng Miraculous. Xin chúc mừng chị. Và như vậy chị cũng gọi là đem lại một chút may mắn được cho chị khi mà chị đã mở chiếc cặp số 8 và loại đi được 100 đồng Miraculous. Và trước mặt chị là còn 3 cặp. Dạ xin mời chị ạ. Em cứ em lấy cặp số 16. Số 16 và đó là quyết định của chị. Dạ vâng. Liệu số 16 của chị Linh có loại đi được giá trị nhỏ hay là giá trị cao? Xin mời cặp số 16. Giá trị đằng sau chiếc cặp số 16 đó là giá trị nhỏ nhất. Xin chúc mừng chị. Vâng, quá may mắn đối với chị. Và chị đã loại đi được 2 chiếc cặp có giá trị ở hàng bên trái và 1 chiếc cặp có giá trị ở hàng bên phải. Và trước mặt chị vẫn còn 2 cặp nữa. Xin mời chị ạ. Cặp số 6. Và đó là quyết định của chị Linh. Liệu đằng sau số 6 sẽ là bao nhiêu tiền? Xin mời. Và đó là thật đáng tiếc cho chị Linh. Vâng, hơi đáng tiếc một chút. Đó là 125.000. Và chị vẫn còn duy nhất một chiếc cặp ở lượt chơi này. Rất là số 1 ơi. Chị quyết định mở chiếc cặp
mở ngay chiếc cặp đầu tiên. Và giá trị của chiếc cặp số 1 liệu có phải là giá trị thấp hay không? Xin mời. Và đó là 25.000 đồng Miraculous. Không sao, chị vẫn còn 4 chiếc cặp có giá trị cao nhất đến thời điểm hiện tại. Và chị đã loại đi 5 chiếc cặp. Như vậy là chị đã hoàn thành xong lượt đầu tiên. Và bây giờ thì xin mời ngân hàng chào giá. Alo, được chị nghe. Xin cảm ơn. Ok, như vậy là ngân hàng đã chào giá chiếc cặp số 19 của chị Linh. Em cũng xin được nói một điều trước khi công bố số tiền mà ngân hàng đã chào giá cho chị. Vì chị vẫn còn giữ được cho mình 4 chiếc cặp có giá trị cao nhất đến thời điểm hiện tại, nên số tiền mà ngân hàng chào giá cho chị cũng gọi là nhỏ một xíu, là 300 đồng Miraculous. Chị quyết định là chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận, chơi tiếp. Và chị đã quyết định chơi tiếp lần này. Xin chúc mừng. Và chị đã không chấp nhận giá trị 300 đồng Miraculous. Và như vậy có nghĩa là ở lượt chơi tiếp theo, chúng ta sẽ phải loại đi 4 chiếc cặp. Chị muốn chọn chiếc cặp nào là chiếc cặp đầu tiên ạ? Em xin chọn số 5. Số 5 là chiếc cặp đầu tiên mà chị đã lựa chọn. Liệu đó có phải là khởi đầu cho sự may mắn của chị ấy hay không? Xin mời. Và đó là 750 đồng Miraculous. Xin chúc mừng chị. Vâng, mới ngay chiếc cặp đầu tiên ở lượt thứ hai thì chị đã chứng tỏ được sự may mắn của mình. Và chị đừng quên là vẫn còn 3 chiếc cặp. Chiếc cặp tiếp theo em cần là em đổi lại con số 1 tí, là con số 12. Số 12. Số 12, đúng em. Số 12 chị quyết định là số 12. Và lần sau sẽ là số 11. Và liệu số 12 ở đây có giúp cho chị ý được thêm một chút vào vận may của mình hay không? Xin mời. Và chiếc cặp số 12 có giá trị đó là 50 đồng Miraculous. Xin chúc mừng chị. Và chị vẫn còn 2 chiếc cặp. Chị đã quyết định thay đổi là cặp số 2. Và chị có chắc chắn về quyết định lần này của mình không ạ? Em chắc chắn. Vậy thì xin mời chiếc cặp số 2. Và đó là thật đáng tiếc cho chị Linh. Là không sao, ít ra là chúng ta vẫn còn giữ được cho mình 3 chiếc cặp có giá trị cao.
chị vẫn phải mở một chiếc cặp cuối ở lượt lần này. Chắc là mở cặp số 20 đi. Chị đã quyết định mở chiếc cặp số 20. Và liệu chiếc cặp số 20 đó có giúp cho chị ý tăng lên được về vận may của mình không? Xin mời. Và đó là 50.000 đồng Miraculous. Vâng, không sao. Và 50.000 đồng Miraculous ở lần này cũng không phải là lớn lắm so với những chiếc cặp kia. Và bây giờ sẽ là ngân hàng chào giá. Alo. Xin cảm ơn. Và ở lượt lần này thì ngân hàng đã chào giá cho chị chiếc cặp số 19 của chị đã là 6.920 đồng Miraculous. Chấp nhận hay là không chấp nhận? Em thích nên không nấp ngàn đây. Và chị vẫn quyết định đi tiếp. Xin chúc mừng chị. Và chúng ta sẽ loại đi 3 chiếc cặp ở lượt lần này. Lần này số 20 rồi, lần này số 9. Đổi số. Anh cấp nào? Lần này chị quyết định chọn số 9. Đó là quyết định của chị, có đúng không ạ? Và đằng sau số 9 sẽ là bao nhiêu tiền? Xin mời cặp số 9. Và đó là thật đáng tiếc cho Thi Linh, lại là một chiếc cặp lớn nữa. Nhưng mà lần này giá trị của nó phải gọi là khá là sát so với chiếc cặp cao nhất đến thời điểm hiện tại. Và chị vẫn phải mở cho mình 2 chiếc cặp nữa ở lần này ạ. Xin mời chị. Em xin chọn cặp số 3. Cặp số 3. Và đó là chiếc cặp mà chị đã lựa chọn. Và đằng sau số 3 sẽ là gì? Xin mời. Đó là lại là chiếc cặp có giá trị 6 chữ số. Và chắc chị em mình cũng đã thấy được là số lượng giá trị ở hàng bên phải nó đang ít dần đi so với giá trị ở hàng bên trái. Và chị vẫn còn một chiếc cặp nữa ở lần này. Và từ giờ chị hết sức cẩn thận với lựa chọn của mình. Vâng. Chị chọn chiếc cặp số bao nhiêu ạ? Số 11. Và đó là số 11 của chị. Chị có chắc hay không ạ? Liệu số 11 đó có thay đổi cuộc đời của chị hay không? Xin mời. Và đó là 1.000 đồng Miraculous. Xin chúc mừng chị. Vâng,
Chị đã loại đi được chiếc cặp lần này và bây giờ sẽ là ngân hàng chào giá. Alo, xin nghe. Xin cảm ơn. Giá trị lần này có vẻ gọi là hơi nhiều đối đối với em. Đó là 35.600 đồng Miraculous. Chấp nhận hay không chấp nhận? Là chơi đến giờ phút này rồi thì mình được chấp nhận thôi. Quyết định chấp nhận hay không chấp nhận ạ? Tại vì em phải chấp nhận thôi. Chị đã quyết định chấp nhận ở lần này. Chị có chắc chắn về quyết định của mình không ạ? Chắc chắn. Vâng, như vậy là chị đã quyết định chấp nhận. Và chị Linh thân mến, trước khi chúng ta khám phá tất cả các giá trị còn lại của những chiếc cặp đó thì trước tiên chị có cảm nghĩ gì khi mà được lần đầu tham gia chương trình dựa theo format của Đi tìm ẩn số ạ? Em thấy cũng khá vui mừng với lại cũng hơi hùng hồn một tí. Dạ vâng. Và dù sao thì trên đây cũng làm cho chúng em gọi là vui lắm rồi. Và nhưng mà chiếc cặp số 19 có giá trị bao nhiêu thì chị có muốn biết giá trị bên trong đó là gì không ạ? Chị đã quyết định chấp nhận thì chúng ta sẽ cùng đón xem đằng sau chiếc cặp số 19 sẽ gọi là có làm cho chị nuối tiếc hay không. Chúng ta sẽ cùng xem. Và chị đã có một quyết định đúng đắn khi chấp nhận. Xin chúc mừng chị. Vâng, và cảm giác của chị như nào khi mà chị đã chấp nhận đúng lúc ạ? Em thấy hơi vui, quá vui luôn. Từ vụ này Em thấy quá vui vậy. Không thể cầm nổi được. Mình được. Dạ vâng em ạ. Em thấy quá. Vâng, mặc dù chị đã chấp nhận nhưng mà không sao. Chị đã có một quyết định đầy đúng đắn. Và chị có muốn xem giá trị của những chiếc cặp còn lại sẽ như nào không ạ? Em rất muốn xem các giá trị của chiếc cặp bên lại. Chiếc cặp bên lại. Và em và chúng em sẽ một lúc những chiếc cặp còn lại luôn. Vâng, đó là giá trị của những chiếc cặp còn lại. Và dù sao thì một lần nữa xin được chúc mừng chị. Dạ vâng. Vâng, và thưa quý vị và khán giả, như vậy là chương trình Những Ngọc Thần Vàng số phát sóng thứ 3 của mùa thứ 2 đến đây đã kết thúc rồi. Và chúng tôi rất cảm ơn quý vị và khán giả đã theo dõi chương trình. Và nếu mọi người muốn tham gia chương trình thì mọi người có thể đăng ký ở link dưới phần bình luận cũng như là dưới phần mô tả của chúng tôi. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các chương trình lần sau. Xin chào.